Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10 năm 2022, bà con nhân dân hai ấp Phú An và ấp Đông tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp rất vui mừng, phấn khởi, được cùng với lãnh đạo đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Tân Bình long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bảy Thợ 2, cầu DCI Việt Nam số 23 tại ấp Phú An, ấp Đông, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Do nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa cũng như nối liền địa giới hành chính ấp Phú An, ấp Đông và được sự hỗ trợ của các cấp các ngành, sau hơn một tháng khẩn trương lập thiết kế, dự toán, xin chủ trương, vận động kinh phí xây dựng, đến nay công tác chuẩn bị xây dựng mới cầu DCI Việt Nam số 23 đã cơ bản hoàn thành. Theo thiết kế, công trình cầu DCI Việt Nam số 23 mới sẽ được thi công bằng bê tông cốt thép. Cầu có chiều dài 26m, chiều ngang 4m, trọng tải 5 tấn, đường vào cầu mỗi bên 10m, dự toán kinh phí xây dựng 580 triệu đồng. Trong đó, sư cô Thích Nữ Tâm Thường vận động đơn vị tài trợ quỹ DCI Việt Nam, Cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng, gia đình chú Hai Lúa đóng góp 50 triệu đồng, phần còn lại 380 triệu đồng do ngân sách huyện hỗ trợ và nhân dân tại địa phương đóng góp xây dựng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong 60 ngày kể từ ngày 20 tháng 10 2022. Tại buổi lễ, ông Lê Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình đại diện chính quyền địa phương, cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được thi công đúng tiến độ, vận động nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp để có đủ chi phí, vật tư và vận động ngày công nhằm để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào sử dụng. Qua đây, ông gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đơn vị tài trợ đã đóng góp phần lớn kinh phí để xây dựng cầu. Cuối buổi lễ là nghi thức động thổ xây dựng cầu DCI Việt Nam số 23.